Sáng nay, các vận động viên tiếp tục thi đấu chặng 9 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024 cúp bi qua xe từ thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận về thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với cự ly thi đấu là 115 km. Chặng thi đấu áp chót có cự ly trung bình nên các vận động viên mạnh đang có sự tranh chấp các thứ hạng chung cuộc đã kìm kẹp lẫn nhau để nhường cho các vận động viên trẻ không ảnh hưởng thứ hạng chung cuộc tách tốp ra đi. Ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên, sau khi xuất phát được 40 km, tay đua trẻ Thạch Thị Ngọc Thảo của đội xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã về nhất. Trong khi đó, ở điểm thưởng dọc đường thứ hai, tay đua Hồ Ngọc Lan Phương của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long đã về đầu tiên sau xuất phát được 65 km. Tại đích đến, với sự xuất sắc của mình, tay đua Urara Kawaguchi của câu lạc bộ Gibera Nhật Bản đã xuất sắc về đích đầu tiên. Giải thứ nhì là Nguyễn Thị Thu Mai thuộc đội tập đoàn Lộc Trời. Giải thứ ba là Yeon Yeong Ji tuyển Malaysia. Trong khi đó, giành vị trí nhất đồng đội ở chặng chính là đội tuyển Kazakhstan, nhì là câu lạc bộ Ribera Nhật Bản và về thứ ba ở nội dung đồng đội chặng chính là đội tuyển Malaysia. Sau chặng chính, áo vàng vẫn đang tạm thời thuộc về tay đua Natalia Frolova của tuyển Biwase Bình Dương. Áo xanh vẫn tạm thời thuộc về tay đua Jutatip Manefan của đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai của đội tập đoàn Lộc Trời vẫn đang tạm thời mặc áo cam và áo trắng, vẫn tạm thời do tay đua Lâm Thị Thùy Dương của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama nắm giữ sau chặng chính. Sáng ngày mai, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024, cúp Biwase sẽ thi đấu chặng thứ 10. Đây cũng là chặng cuối cùng của mùa giải lần thứ 14 năm 2024, có lộ trình thi đấu từ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với cự ly thi đấu 120 km.